Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay tôi cùng với mẹ tôi đi lên rừng hái thuốc. Vâng. Để tôi ghi lại một số những cái hình ảnh để cho các bạn xem. Chúng tôi hiện tại là chúng tôi đã hái được một ít cái cây cây này gọi là địa chuẩn. Đây là tiếng dao của chúng tôi. Còn tiếng phổ thông thì tôi không biết gọi là gì. Thì mong tất cả các bạn thông cảm. Tí nữa tôi sẽ cho tất cả các bạn xem về cái cây đấy nó như thế nào, hình dáng ra làm sao và tác dụng của nó như thế nào. Mà ọ, ta bún tiêu chứ khà. Đây các bạn. Ở trên tay tôi đây là một bó thuốc. Đây gọi là địa chuẩn nhá các bạn nhé. Đấy. Dịch theo nghĩa đen của nó thì là gọi là thuốc đuổi đấy. Thuốc đuổi có nghĩa là tất cả những cái bệnh gì ở trong người thì chúng ta đều có thể dùng cây này. Đặc biệt là những cái bệnh về tiêu hóa. Tôi để đây. Nay tôi ngó ở trong này có một cây nữa. Đây. Đây thưa các bạn. Địa chuẩn nó chính là cây này đây. Đấy. Thoạt nhìn thì chúng ta thấy nó giống như lá lốt nhé các bạn. Và đặc biệt là nó còn giao hoa, nó cũng gần gần giống lá lốt. Cây này là theo tôi nghĩ đây là cây họ của cây lá lốt. Đây chúng ta khi mà chúng ta hái thì chúng ta bấm từng đốt của nó. Đây. Như này, chúng ta để lại phần gốc để mấy nữa nó lại mọc mầm ra hai bên. Đây này các bạn này. Đấy. Cây này thì đặc biệt tốt đối với lại những cái bệnh nhân mà bị đau xương khớp. Đấy, đau xương khớp mà bị đầy hơi trướng bụng ấy. Thì chúng ta có thể dùng cây này, nó rất là hiệu quả. Đây. Nó chính là cây này đây. Cái này là cây địa chuẩn nhé các bạn nhé. Đây hôm nay hai mẹ con vừa ra đây đã hái được một bó rồi. Cây này thì nó khá là hiếm. Và đặc biệt là cái cây địa chuẩn này là một cái vị không thể thiếu trong cái bài thuốc chữa dạ dày, trào ngược dạ dày nhé các bạn nhé. Những cái trường hợp mà bị trào ngược thì chúng ta dùng cái cây này kết hợp với lại một số những cây khác nữa để mà tạo thành một cái bài thuốc hoàn chỉnh điều trị cái bệnh dạ dày. Đây này các bạn này. Ra thì những cái cây cổ thụ thì nó không còn nữa. Chỉ còn lại những cây nó khoảng 20-30 năm tuổi thôi. Và ở trong cái khe này thì như mọi năm ấy thì chúng tôi còn hái được cái nấm ngọc cẩu nữa. Nhưng mà năm nay hiện tại bây giờ là chưa thấy. Chưa thấy cây nào. Đấy. Hái thuốc là nó là như thế này. Ngoài ra thì ở trong cái cánh rừng này thì còn có dây đao xương. Đây còn có dây đao xương nữa. Nhìn đó. Okay. Đây có một cái vực này, một cái thác. Thác nước nó chảy xuống dưới kia. Tôi dành một chút thời gian để quay một số những cái hình ảnh ở trên rừng. Để cho các bạn xem. Đây này các bạn này. Nói chung là ở cái rừng này là có rất là nhiều những cái loại thuốc.
có cả loại thuốc bổ máu, bổ huyết. Và vừa nãy tôi còn giới thiệu chưa xong, cái cây này là một cái cây mà chúng ta đun nước uống, đồng thời chúng ta có thể dùng để mà làm thuốc tắm cho phụ nữ sau sinh. Đây, tôi đang cầm máy quay nên là vực này nó khá là sâu. Và vừa rồi thì nói đến cái cây điệt chủ này, thì những cái trường hợp mà bị đau lưng này, bị xương khớp ấy, chúng ta có thể dùng cái cây này, chúng ta đun nước tắm. Đây các bạn này. Đấy. Diễn ta gì cũng xuất bên. Một bạn sẽ xem hát tiểu đô. Tiểu xe sập thàn xị như tiêu đi cọp tàu miền mùa nó mát hơn xe vừa nóng tiêu hiện tiêu nên bia giam miền cố miền nhìn xin miền dùng liệu cùng ăn hai vừa toàn tiêu tay quần trộm tiếng o nó thấy tay quần tay nhạc thế này nọ. Ở đó ha. Mai sẽ mới hoa tiêu độ kệ chiều mà con chiều ạ. Ây ạ.